Alo, đang làm gì bạn? À, đang chạy xe hả? Có bận gì không? Chạy qua cửa hàng điện thoại di động nè, ngay quận Bình Tân nè. Mình đang ngồi trong đây. Bạn chạy qua đây đi, sẽ có món quà bất ngờ nhân ngày 20 tháng 10 cho bạn. Mình đợi nha. Ok. Kêu bạn ra đây á là có hai việc. Thì đầu tiên á là tôi hỏi thăm sức khỏe của bạn, còn việc thứ hai á là tôi sẽ tặng cho bạn món quà bằng chính cái tiền YouTube của tụi mình. Thì hôm nay món quà của bạn là gì? Cái món quà này tặng bạn nhân dịp ngày 20 tháng 10. Bạn thấy trên đây không? Thích cái nào lấy cái đó, tôi trả tiền. Oh my god! Đây, đừng có giận với tôi. Không, thì cứ đi, đi cứ coi đi. Không. Đi. Đó, cái nào chỉ đi. Bạn, cái nào chỉ. Cái nào nó cũng đẹp hết á. Cái nào chọn thì thích cái gì? Thích Samsung hay iPhone? Samsung đó giờ mình xài hoài à. Đó giờ mình cũng chưa xài iPhone á. Chắc mình xài thử iPhone cho biết với thằng tao. Thì nếu xài iPhone bạn xài iPhone mấy? Thích xài iPhone mấy? Thôi tôi mua cho bạn. Bây giờ thì thôi mình mua cứ 7-8 mình xài cho biết đi. Thầy bữa nay 7-8 mà xài cái gì? Thôi được rồi, để tôi nói cho bạn cái 12 xài nha. Giỡn ngoài lại. Thiệt. Theo tôi thì quả là iPhone 12 sạch. Mọi người ơi, Dũng sẽ tặng cho bạn Hoàng của Dũng một cái iPhone 12 đặc hợp. Mọi người theo Dũng nha. Dũng tặng cho Hoàng, Hoàng khui cho mọi người coi nha. Không biết khui được hả? Khó vậy. 1 hour later. Mình chỉ khui một lần thôi nha. Khui tiền gắt chứ không trả lại anh ta. Ủa vậy hả? Đậu cụ thôi. Đậu cụ hả? Thôi lỡ cùi đấy luôn đi. Tèn tèn tèn. Mọi người ơi, iPhone 3 có đẹp không? Anh chị chàng có mất thể xế tiền đó nha. iPhone 12 NANI. Wow, cái đẹp các bạn. Đẹp mà, mới mua sống đẹp. 20 triệu đẹp thiệt ha. Đẹp. Còn một nữa.
Ở tính ra nó ngon cái iPhone X luôn á. Đúng rồi, iPhone 12 phải ngon. Trời ơi, iPhone X luôn. iPhone X tôi đang xài nè. Không bằng cái này luôn các bạn. Thì đúng rồi. Này cái mới mà, mới khui ra luôn mà. Hồi nãy trong cửa hàng điện thoại là bạn nói bạn thích iPhone 7 đúng không? Thì giờ thì thôi, mua 7, 8 xài cho biết đi. Đúng rồi, 7, 8 gì đó. Thôi bây giờ nói bạn nghe nè, tôi có iPhone 7 nè. Bạn đang xài đi. Tôi xài thử cái này 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần, mà chừng nào tôi xài xong tôi đưa cho bạn. Cả 4 tuần nó lại à? Rồi rồi, chừng nào mới xong. Ủa mà sao cái này nó bẩy dữ vậy? Không sao đâu, nó bị chạy nhẹ à, không sao đâu, mà xài được, cảm ơn, bị hư đâu. Nhưng mà quên nữa, cái lo trong nó bị hư rồi. Bạn xài, bạn phải bật cái lo ngoài luôn xài nha. Bây giờ tôi lấy nó xài nha. Rồi nó nghe nè, khi nào xong tôi đi hỏi cho bạn qua đổi lại. Thôi tôi đi công chuyện nha. Rồi rồi, chừng nào xong. Bạn về đây, bạn về đây thôi. Về đây, chạy lẹ đi, tôi công chuyện mà. Có gì kỳ vậy? Nói mình á, là cho mình, nó tặng cho mình cái iPhone. Giờ đưa mình cái iPhone bởi lụm la. Mà nãy nó nói mình là mấy tầng ta? 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Cuối cùng là mấy tầng ta? Trời ơi, cái quân què dĩ dây bà. Thôi xuống đây bà, phim chiều rồi. Trời ơi.